Dung xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Giang cần đi đầu trong đổi mới tư duy, hành động để phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, sớm trở thành đô thị loại 2. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do huyện ủy Văn Giang tổ chức sáng nay. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận, với vai trò là một trong ba đầu tàu kinh tế của tỉnh, sự phát triển của huyện Văn Giang có tính chất động lực dẫn dắt sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, trong năm 2023, tiến độ triển khai dự án vành đai 4, các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, quy hoạch phân khu huyện chậm được phê duyệt, diện mạo đô thị chưa phát triển đồng bộ, còn thiếu nhiều tiêu chí. An ninh trật tự xã hội phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy trong các khu đại đô thị lớn đang triển khai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2024, huyện Văn Giang tập trung chỉ đạo công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, quyết tâm cao độ, thực hiện định hướng chiến lược phát triển Văn Giang thành đô thị loại 2. Giảm rất là mạnh. Thời điểm này, các nhà vườn trong làng nghề cây cảnh xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đang chuẩn bị những công đoạn chăm sóc cuối cùng để có những cây cảnh đẹp, độc lạ, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Văn Thành ở thôn Phi Liệt, Gò Quýt Thế, hình Lục Bình, hộ chị Nguyễn Thị Dung, thôn AB Quán Trạch trồng bưởi tiểu cảnh, hộ anh Vũ Huy Tập ở thôn Phi Liệt trồng bưởi cảnh và cây bonsai quất bọc. Nhiều cây có giá trị lên tới vài trăm triệu đồng, khiến các nhà vườn đang tập trung bón phân, tỉa bỏ quả méo, thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý sinh vật gây hại thường gặp như sương mai, ruồi vàng. Nhiều thương lái đã tới địa phương đặt mua cây chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bây giờ công nghệ nhỉ? Sau 6 tháng cuối năm 2023 áp dụng mức giảm lệ phí trước bạ với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, mức thu lệ phí trước bạ đối với mặt hàng ô tô này đã tăng trở lại. Cụ thể, mức lệ phí với xe ô tô lắp ráp sản xuất trong nước dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội chính thức quay trở lại 12%. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La và Cần Thơ cũng áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 12% trên giá bán lẻ. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố còn lại áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 10%. Duy nhất tỉnh Hà Tĩnh áp dụng mức thu lệ phí trước bạ 11%. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, mặt hàng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ nhằm gỡ khó cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được nhận định là phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong nửa cuối năm 2023. Tiếp tục là các tin tức thời sự đáng chú ý. Trần học phí đại học công lập chưa tự chủ từ năm học này là 1,2 đến 2,4 triệu đồng một tháng, cao hơn mức 0,98 đến 1,43 triệu đồng trước đó. So với mức thu cũ, trần học phí năm học 2023-2024 ở nhóm ngành nghệ thuật tăng không đáng kể là 0,02%, khối ngành y dược tăng mạnh nhất là trên 70%. Trần học phí các khối ngành khác tăng dao động 20 đến 30%. Riêng nhóm khoa học sự sống, khoa học tự nhiên mức tăng là 15,8%. Đến năm học 2026-2027, mức trần tăng lên 1,7 đến 3,5 triệu đồng trên tháng. Những trường đã tự chủ tự chi lương phụ cấp, sửa chữa cơ sở vật chất thì mức độ được thu tối đa bằng 2 đến 2,5 lần mức trên. Với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, các đại học được tự xác định học phí. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 có rất nhiều điểm mới đáng ghi nhận, phù hợp thực tiễn. Theo hướng dẫn này, tiêu chí sáng kiến, kinh nghiệm không còn là tiêu chí duy nhất khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Theo hướng dẫn mới, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở của luật thi đua khen thưởng 2022 thì cá nhân được xét đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở là những người đạt các tiêu chuẩn lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận, hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng rong bày bán trước cổng trường, một số trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện biện pháp như đóng cổng trường giờ ra chơi, vận động phụ huynh và học sinh không mua thức ăn bày bán trước cổng và xung quanh trường. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, nhu cầu thói quen của nhiều phụ huynh và học sinh khiến hàng rong vẫn có đất để tồn tại. Tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Lạc Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tình trạng hàng rong trước cổng trường vẫn diễn ra phổ biến. Rất nhiều mặt hàng như kẹo, bánh bên ngoài bao bì in chữ nước ngoài, và khi được hỏi chủ hàng cũng không nắm rõ đây là chữ của nước nào và chỉ biết rằng cơ sở sản xuất ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tương tự, tại cổng trường trung học cơ sở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cũng xuất hiện nhiều mặt hàng đồ ăn không rõ nguồn gốc được bày bán. Tại cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Châu, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, rất nhiều học sinh sau khi tan học đã đổ xô ra cổng để mua kem, kẹo, nước ngọt. Đồ ăn ở đây có một sắc rất bắt mắt nhưng nguồn gốc thì chưa được kiểm chứng. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Theo đó, lực lượng công an đã tập trung điều tra xử lý 8 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 2 vụ cố ý gây thương tích, làm 4 người bị thương, 4 vụ tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 24 kg pháo nổ, 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy. Về trật tự an toàn giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, làm 15 người bị thương. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân được thuận lợi, an toàn. Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các bên liên quan điều tra làm rõ vụ việc xe tải đang di chuyển trên đường bị rơi bánh xe khiến 2 bé trai tử vong. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 12, tài xế Lê Trung Tê, 32 tuổi, trú ở Nam Định, điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 1. Khi tài xế điều khiển xe tải đến đoạn qua thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thì bất ngờ rơi một bánh xe văng ra ngoài. Bánh xe sau đó văng trúng 2 bé trai 7 tuổi và 11 tuổi đang chơi bên đường. Tai nạn khiến 2 cháu bé tử vong do vết thương quá nặng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 2 tháng 1, chính phủ Nhật Bản cho biết các cơ quan chức năng đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại từ trận động đất xảy ra ở bờ biển phía tây nước này. Trận động đất với cường độ 7,6 độ khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và đường phố, đồng thời khiến nhiều ngôi nhà bị mất điện trong thời tiết lạnh giá. Hàng nghìn quân nhân quân đội, lính cứu hỏa, cảnh sát từ khắp đất nước đã được điều động tới khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ bị cản trở do đường xá bị hư hỏng nặng. Một trong những sân bay ở khu vực đã phải đóng cửa do đường băng bị nứt. Nhiều dịch vụ đường sắt, phà và chuyến bay tới khu vực cũng bị hủy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, sau trận động đất xảy ra ngày 1 tháng 1, nước này đã ghi nhận chuỗi 87 dư chấn có độ lớn trên 2,0 độ. Cơ quan này cũng cảnh báo những dư chấn mạnh hơn có thể xảy ra trong những ngày tới. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tạo cơ chế phối hợp chính sách giữa các trường đại học, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhằm thu hút nhiều hơn sinh viên quốc tế tới học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Tuyên bố được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Chu-ho đưa ra nhân dịp năm mới 2024. Bộ trưởng Lee Chu-ho cho biết, các chính sách mới của chính phủ Hàn Quốc liên quan tới sinh viên quốc tế sẽ không giới hạn ở việc học tập, mà bao gồm cả việc kết nối, việc làm và định cư tại Hàn Quốc. Đây được xem là biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc. Theo đó, các trường đại học, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ hợp tác chặt chẽ để giúp các trường tuyển thêm sinh viên nước ngoài phù hợp với cơ cấu đào tạo và chiến lược phát triển của mỗi trường. Việc phối hợp này sẽ góp phần giảm bớt sự chênh lệch giữa các khu vực đang có xu hướng ngày càng gia tăng tại Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố một dự án với mục tiêu là thu hút khoảng 300.000 sinh viên nước ngoài đến học tại các trường đại học của nước này vào năm 2027. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra khoản thu 3.500 tỷ bạt, tương đương khoảng 100 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế thông qua ngành du lịch trong năm 2024. Đồng thời đưa ra kế hoạch quảng bá đất nước này như một điểm đến du lịch quanh năm. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, để thực hiện mục tiêu này, các nhà chức trách Thái Lan đã và đang triển khai chiến dịch quảng bá Thái Lan như một điểm đến tuyệt vời trong suốt cả năm. Chiến dịch này sẽ tập trung quảng bá những điểm đến du lịch ít được biết đến
kết hợp cùng với những địa điểm nổi tiếng. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng cho biết, dự kiến doanh thu từ khách du lịch trong nước là khoảng 28,5 tỷ đô la Mỹ và từ du khách nước ngoài là 71,5 tỷ đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.